Thưa quý vị, hôm nay 22 tháng 3 là Ngày Nước Thế Giới. Ngày Nước Thế Giới năm nay có chủ đề là thúc đẩy sự thay đổi, nhằm nhấn mạnh vai trò của nước là nền tảng cho tất cả các khía cạnh của cuộc sống và là cốt lõi của sự phát triển bền vững ở mỗi quốc gia, đồng thời hướng đến giải quyết cuộc khủng hoảng về nước và vệ sinh môi trường trên toàn cầu. Từ chủ đề này, Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng cùng thực hiện các chương trình hành động bảo vệ tài nguyên nước bằng cách thay đổi cách thức sử dụng, khai thác và quản lý nước trong cuộc sống hàng ngày. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, những năm gần đây, bên cạnh việc kêu gọi người dân sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và chung tay bảo vệ nguồn nước, thì tỉnh cũng chỉ đạo ngành chức năng triển khai các giải pháp khai thác và quản lý hiệu quả nguồn nước. Liên quan đến nội dung này, phóng viên thời sự đã có cuộc phỏng vấn ông Đặng Sơn Hải, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào ông. Thưa ông, thì Sở Tài nguyên Môi trường đánh giá như thế nào về trữ lượng cũng như là nguồn tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ạ? Thì chúng ta đã biết thì tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gồm tài nguyên nước mặt và tài nguyên nước dưới đất. Về tài nguyên nước mặt thì tỉnh Bà Rịa có Vũng Tàu có mạng lưới là sông, suối, ao hồ. Nhưng phần lớn trong đó là chỉ là những sông suối nhỏ, rồi trong đó, những cái sông suối rồi lặt mà sát biển đó, thì nhất là những cái dòng Thị Vải thì là chịu sự chi phối ảnh hưởng trực tiếp của chế độ bán nhiệt triều nên có độ mặn cao. Nên hầu như chỉ dùng cho được dùng cho cái mục đích là giao thông thủy hoặc nuôi trồng thủy sản. Những cái sông hoặc lưu vực có lưu vực lớn như sông Dinh, sông Ray, Đu Đủ rồi Thị Vải rồi cũng như các cái suối tuy nhỏ nhưng có lưu lượng tương đối lớn như là suối Lộ Ô lớn, Lộ Ô nhỏ, rồi suối Môn, suối Ngang và các sông nhỏ như sông Cái, sông Bàng, sông Bà Đác. Về cái các sông này thì do cái địa hình dốc và ven biển nên nguồn nước trên sông biến động nhanh và phức tạp. Về mùa mưa thì nước chảy nhiều và có khá đều, nhưng mùa khô thì có nhiều sông suối gần như cạn kiệt. Chính sự biến động này làm cho việc khai thác nguồn nước trong sông suối rất khó khăn. Cái hiện trạng mà các cái thông tin các hồ chứa nước như bản tỉnh hiện nay có khoảng hơn 30 hồ chứa nước, đây là các công trình thủy lợi và có dung tích lớn. Thì đây là những cái hồ có tầm quan trọng đến việc mà quyết định cho việc cấp nước cho tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện nay thì trong 30 cái hồ chứa này thì đều do các trung tâm quản lý khai thác công trình thủy lợi và ủy ban như các huyện, thị xã, thành phố, ban quản lý rừng phòng hộ và công ty trách nhiệm hữu hạn của tập đoàn Hải Châu Việt Nam quản lý. Đối với tài nguyên nước dưới đất thì trữ lượng được đánh giá về khai thác thì đã được điều tra theo số liệu điều tra trước đây thì trữ lượng khai thác tiềm năng về nước nhạt thì khoảng 680.000 mét khối một ngày, nước mặn thì khoảng 125.000 mét khối một ngày. Về cái trữ lượng khai thác an toàn thì được xác định theo cái trữ lượng động thì nước nhạt khoảng là gần 340.000 mét khối một ngày, nước nhạt thì khoảng 27.000 mét khối một ngày. Ở Côn Đảo thì qua tính toán thì đến thời điểm này thì chúng tôi thấy là cái trữ lượng khai thác thì khả năng là khoảng 5.000 mét khối một ngày cho khu vực huyện Côn Sơn, huyện Côn Đảo, còn khu vực cỏ trung tâm huyện Côn Sơn, Côn Đảo, còn khu vực cỏ ống thì được khả năng khai thác là khoảng 1.000 mét khối một ngày. Về nhu cầu sử dụng nước trên bàn tỉnh thì hiện có các cái đơn vị sản xuất và cung cấp nước sạch, gồm công ty cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu và công ty cổ phần cấp nước Châu Đức, trung tâm nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, ở công ty trách nhiệm hữu hạn của tập đoàn Hải Châu Việt Nam. Hầu hết thì các nguồn nước thô này được lấy cung cấp cho các nhà máy xử lý nước bao gồm là từ hồ Đá Đen, hồ sông Ray, sông Hỏa, Đá Bàng, rồi hồ Suối Cát, hồ Châu Pha, hồ Kim Long, Suối Nhung, rồi hồ Xuyên Mộc và nguồn nước ngầm thì từ các cái giếng khoan. Hiện nay các đơn vị cấp nước đang thực hiện cái việc hạn chế khai thác nguồn nước dưới đất từ các giếng khoan mà chủ yếu là khai thác nguồn nước thô từ lấy từ các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh. Sở Tài nguyên đánh giá như thế nào về trữ lượng cũng như là nguồn tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thưa ông ạ? Thời gian qua thì công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh luôn được tỉnh ủy, hội đồng dân, ủy ban dân tỉnh và các ngành các cấp quan tâm cách đặc biệt. Với thực tiễn khai thác cho thấy thì về cơ bản đã nâng cao được nhận thức trách nhiệm của các tổ chức cá nhân và người dân trong việc khai thác sử dụng nguồn nước để bảo vệ tài nguyên nước. Bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên nước thì vẫn còn có những cái khó khăn vướng mắc. Nhiều cái quy định trong luật tài nguyên nước thì chậm được hướng dẫn triển khai thực hiện
và cũng còn có một số bất cập dẫn đến nhiều nhiệm vụ được triển khai chậm như công tác điều tra cơ bản tài nguyên nước, công tác kiểm kê, thống kê tài nguyên nước. Về các cái quy định về tài nguyên nước hiện có cũng có nhiều cái sự chồng chéo liên quan đến nhiều ngành như ngành nông nghiệp, ngành xây dựng, ngành công thương, từ đó dẫn đến những cái bất cập trong việc phân bổ quản lý nguồn tài nguyên nước, rồi sự phối hợp của các ngành, các cấp, các đơn vị liên quan trong cái công tác bảo vệ tài nguyên nước cũng chưa được chặt chẽ, đặc biệt là trong công tác lập quy hoạch ngành, lĩnh vực quy hoạch tỉnh. Một khía cạnh khác là về nguồn nhân lực, vật lực phục vụ cho cái công tác quản lý tài nguyên nước trên bản tỉnh hiện nay vẫn chưa đáp ứng được công việc thực tế, thì vẫn còn thiếu và yếu, đặc biệt là ở cấp huyện, xã thì còn thiếu về số lượng. Thưa ông, như vậy thì trong thời gian tới, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ triển khai các cái giải pháp gì để đảm bảo an ninh nguồn nước, thưa ông ạ? Trong thời gian tới thì tỉnh cũng sẽ triển khai cái kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện cái kết luận số 36 KLTW ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 trên địa bàn tỉnh. Thì trong đó sẽ triển khai, trên địa bàn tỉnh sẽ triển khai các nhiệm vụ giải pháp bảo vệ an toàn hồ đập nhằm bảo đảm cấp nước an toàn phục vụ phát triển bền vững. Thì khi cái kế hoạch hành động này được ban hành sẽ là cơ sở để các cấp các ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định. Cảm ơn ông đã tham gia cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường cho biết Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng dự thảo luật tài nguyên nước sửa đổi. Dự thảo luật tài nguyên nước sửa đổi sẽ bổ sung các quy định nhằm phân định rõ trách nhiệm quản lý nguồn nước và trách nhiệm quản lý công trình khai thác nước cả trung ương và địa phương, hướng tới giải quyết những tồn tại bất cập của luật tài nguyên nước năm 2012 hiện nay, góp phần nâng cao hiệu quả, sử dụng hợp lý bền vững nguồn tài nguyên nước, đảm bảo an ninh nguồn nước. Trước mắt về phía địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành tổng điều tra cơ bản về tài nguyên nước, kiểm kê tài nguyên nước để thiết lập các cơ sở thông tin dữ liệu, số liệu tài nguyên nước phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, dự báo, thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động tài nguyên nước. Sở Tài nguyên Môi trường cũng tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giúp các cá nhân tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước thực hiện đúng các quy định của pháp luật, đồng thời phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi gây ô nhiễm, suy thoái nguồn tài nguyên nước. Bên cạnh công tác quản lý nhà nước, ngành tài nguyên môi trường sẽ phối hợp với các đơn vị cấp thoát nước, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của nước, yêu cầu các doanh nghiệp khai thác sử dụng hợp lý, hiệu quả và bền vững tài nguyên nước.